Xin chào tất cả quý vị bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết giá xe, tổng ấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Nissan Amara bản số tự động bản cao cấp. Khi mà sang cuối tháng 12 này, chiếc xe Nissan Amara bản cao cấp đang có chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng sâu cho em nhá. Còn chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ kiếm chuyên về giá xe, tổng hoàn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 595 triệu. Sang à, cuối 82 này thì đại lý chúng em đã áp dụng chương trình khuyến mại đó chính là tặng cho anh em là 100 trăm phí trước bạ em nhá. Như vậy đối với Hà Nội thì tương đương nó khoảng là 71 72 triệu đồng đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Lexus Amera bản số tự động bản cao cấp này Hà Nội đang là 618 triệu. Còn tỉnh thì 586 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 598 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 606 triệu ạ à. Còn đối trả góp thì đang là 205 triệu Tỉnh thì là 173 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì 185 triệu Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 193 triệu ạ à. còn một giá tốt hơn hay khuyến mãi nào tặng phụ kiện sao chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá đó là phần giá xe và tổng bánh nhá ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Nissan Amara bản số tự động bản cao cấp ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m495 rộng là 1m740 còn cao là 1m460 ạ về chiều dài cơ sở dài đang là 2m620 và khoảng sáng cầm xe nó là 15,5 cm em nhá. Với tổng thể chiếc xe này thì nó khá là dài rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Nissan Amara bản cao cấp này thiết kế phiên bản kiểu phiên bản mới này kiểu dáng nó rất là thể thao, sang trọng và lịch lãm em nhá. Về cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn full LED ạ, cho cả đèn cốt đến đèn pha. Và ngoài ra có dài đèn led ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn, tinh tế hơn và thể thao hơn ạ. Đèn gầm của chiếc xe Nissan Aura bản cao cấp này nó cũng sử dụng là đèn LED anh em nhé. Các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này nó sẽ có cảm biến xin nói, nó có camera 360 độ ạ. Còn đây giới thiệu cho em về về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe Nissan Abra bản cao cấp này nó được dập nổi rất là nhiều ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần bánh xe ạ. À. Bánh xe của chiếc xe này nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 15 inch ạ. À. Phanh trước xe là vành đĩa, phanh sau xe là vành là phanh tăng chồng nha nhá. Nó sẽ là màu của nó sẽ là màu bạc trắng đấy ạ. À. Còn đây giới thiệu cho em về phần gương chiếu hậu ạ. À. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe ạ. À. Tích hợp trên đấy xe là có xi nha trên gương bằng đèn led ạ. À. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. À. Ngoài ra tích hợp thêm đó chính là có camera 360 độ nhầm nha Về phần uh, tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa cùng màu thân xe cho cả bốn cánh cửa đấy ạ Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm Và chân kính của chiếc xe này thì dạng nhựa thì ạ Về chân xe của chiếc xe này nó chân phẳng nhá Không có cửa sổ trời đâu ạ đó. Tiếp theo giới thiệu trên sang phần uh, đuôi xe ạ. Phần đuôi xe của chiếc xe Lexus Amra bản cao cấp này nó sử dụng là nó được dập lỗ rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn ạ. Về cụm đèn phía sau của là chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn LED anh em nhá. Đây quan cho em chi tiết hơn này. Đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần cản sau này. Chiếc xe này nó sẽ không có cảm lùi đâu ạ. Nó sẽ là có camera lùi và camera 360 độ ạ. Cụ đề phía sau này. Tiếp theo giới thiệu cho em về mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe Lexus Amra bản cao cấp, cấp này ở trong đô thị thì đang là 6 lít uh, 36 ạ. Ngoài đô thị thì đang là 4x71 Kết hợp trung bình đang là 5x32 ạ Ok giờ sang bên phần nội thất giới thiệu cho em về nội thất ạ Nội thất của chiếc xe Lexan Amra bản cao cấp này Nó sử dụng là không gian nội thất màu đen Ghế nó sử dụng là ghế da nhé Không gian nội thất màu đen giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn Lịch lãm hơn Và đặc biệt sạch sẽ hơn khi mà nhà có trẻ nhỏ đấy ạ Ghế nó sử dụng là ghế chỉnh cơ Bọc dài Ngồi rất ôm ghế nhé còn bên cánh cửa là sẽ là có các nút bấm như là lên xuống kính cho bốn cánh cửa, khóa cửa, chốt kính đấy ạ. Đó, quay cho chi, chi tiết này. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai nó giống như hàng ghế đầu tiên nhá. Ghế được màu da, màu đen đấy ạ. Hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái nhé Ok em sẽ đi sâu bên trong giới thiệu cho anh em chi tiết hơn về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Lexan Aura bản cao cấp ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng 3 chấu á, được bọc da sở rất mềm mại ạ. Tức là phần trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay điều chỉnh âm lượng ạ. Về túi khí bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhá. Để có được uh, ốp mạ chrome. Bản hồ tốc lô cũng khá cơ bản thôi. Về màn hình giải trí xuất màn hình cảm ứng 8 inch có cái lối AUX USB. Hệ thống điều hòa là, là, hệ thống điều hòa tự động. Cho có cả dàn nóng và dàn lạnh nhé. Về hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động à, à, vô cấp đấy ạ. Hộp số CVT đấy ạ. Lấy số là lấy số cần số thẳng. Phanh tay là sử dụng phanh cơ ạ. Ừ, chế bên trong xe này đèn trần này khá cơ bản thôi trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần phẳng đấy ạ không có cơ sở trời đâu nhá Để quay lại cho em về tổng quan về chiếc xe Lexan Amara bản cao cấp thiết kế nó rất sang trọng và lịch lãm anh em nhá Ok giờ sang phần động cơ giới thiệu cho về phần động cơ của chiếc xe Lexan Amara bản cao cấp ạ Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.0 turbo với công suất cực đại nó đang là 74 mã lực trên cho 5.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 152 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút em nhé. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ DOC 12 van turbo ạ. Đây là nước làm mát này. Động cơ này cổ hút thì để lên rất là cao rồi ạ. Aqi của chiếc xe này thì dùng quy rất là to anh em nhé. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về các tính năng an toàn ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này thì có như sau, đó có hệ thống phanh abs này, phân bố được phanh điện tử ld, hỗ trợ phanh khẩn cấp ba, hệ thống cân bằng điện tử xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi nhà dốc Hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp, camera đùi, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang ạ. Về túi khí bài này nó sử dụng là 7 6 túi khí anh em nhá. Và chiếc xe này thì nó có khóa an toàn Isofix này. Về màu sắc xe của chiếc xe Lexus Amara bản cao cấp này nó sẽ có 6 màu cho lựa chọn, gồm có màu xám như mình đang xem này, màu đen, màu bạc, màu trắng, màu cam và màu đỏ. ạ. Ok vậy sau này đã giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng bánh chương trình khuyến mại Cho chiếc xe Lisan Amara bản cao cấp Rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này xin phép em sẽ dừng giờ đây Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Lisan Cũng như các xe khác nhau Như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Lisan, Ford Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Hay rất nhiều xe trên trường Nam Để cho em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn mình chưa đăng ký anh, kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe hay giờ của em sẽ chuyên để giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép em sẽ dừng vào đây ạ Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ